Đáng như cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được đâu. Nhưng tôi uống cái này, anh nhà tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, thành ra là tôi vẫn đẻ bình thường. Đấy, anh Đoàn biết, tôi đang hơn 80 tuổi lấy vợ, đẻ ngay con gái. Mấy cậu nói bảo là cái mã của ông đẻ sao được con gái, đẻ luôn phát con gái này. Chứng minh luôn đúng Chứng minh luôn đây là không? trường Xuân Vương. Chúng ta phải dùng đúng liều. Cái thứ hai là phải dùng thế nào? Sau cái liều đó chúng ta thấy tác dụng rồi thì chúng ta dùng nhắc lại thì nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Là xin nói với quý khán giả là nó phải khỏe, tâm can thì phế thận nó phải khỏe. Thì đương nhiên nó kéo cái thận lên. Chứ bây giờ chỉ có là chữa cái thận thì không kết quả. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Xin mời bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng có thể chia sẻ thêm về Trường Xuân Vương không ạ? Muốn có một cái sản phẩm tốt ấy thì cái quan trọng số 1 là phải biết cái sản phẩm đó được nghiên cứu ở đâu, làm từ đâu, và các sản phẩm đó ấy là có đúng cái chất lượng của các cái vị thuốc trong đó không. Cái đó hết sức quan trọng. Đối với sản phẩm Trường Xuân Vương của chúng tôi thì dựa vào những cái dược liệu cổ truyền, thí dụ như ba kích, cầu từ, đỗ trọng, dâm dương ngoắc, nhiều thứ. Đấy là những thứ thuốc kinh điển mà ông cha ta dùng hàng ngàn năm nay. Đấy, nhưng mà cái cổ truyền ấy thì phải được sản xuất từ đâu, công nghệ thế nào, thì chỉ có Trường Xuân Vương mới có thể đáp ứng được. Cái sản phẩm này ấy, phải nói thẳng là thế này này, chúng tôi khai thác ở một cái vùng có cái nhiệt độ chênh lệch nhau giữa ngày và đêm. Cái thứ hai là hoàn toàn là tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên. Trong tất cả những cái, thí dụ ba kích, cầu từ, đỗ trọng này, hay là sâm cao vân vân, đều là tự nhiên hết. Không có một cây nào mà lại trồng ở đồng bằng mà lại đưa vào cái này được. Thế cho nên cái này nó là ưu việt số 1. Chứ tôi cũng không dám nói đến các sản phẩm khác. Nhưng mà riêng sản phẩm Trường Xuân Vương thì chúng tôi khẳng định với quý khán giả là hoàn toàn bằng dược liệu tự nhiên, hoàn toàn bằng dược liệu thiên nhiên là chính, đồng thời lại được sản xuất ở một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cái Trường Xuân Vương này là anh càng uống nó càng đầm và sức khỏe chung nó đi lên, vì nó có tác dụng là tâm can tỳ phế thận, thì nó tăng cường được cái sức khỏe chung. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ uống có để nó đi vào đường thận ấy, thì mới chỉ là một vấn đề thôi. Mà tôi nói thật, tôi năm nay có tuổi đấy. Thế nhưng mà đáng như cái tuổi của tôi ấy là không đẻ được đâu. Nhưng tôi uống cái này, anh nhà tôi lúc nào cũng là 35 tuổi. Vâng. Đấy, anh nhà là tôi vẫn đẻ bình thường. Đấy, anh Đoàn biết, tôi đang hơn 80 tuổi lấy vợ, đẻ ngay con gái. Mấy cậu nói bảo là cái mã của ông đẻ sao được con gái, đẻ luôn phát con gái này. Chứng minh luôn đúng Chứng minh luôn đây là không? Trường Xuân Vương. Chúng ta phải dùng đúng liều. Cái thứ hai là phải dùng thế nào? Sau cái liều đó chúng ta thấy tác dụng rồi thì chúng ta dùng nhắc lại thì nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Là xin nói với quý khán giả là nó phải khỏe, tâm can thì phế thận nó phải khỏe. Thì đương nhiên nó kéo cái thận lên. Chứ bây giờ chỉ có là chữa cái thận thì không kết quả. Vâng ạ, không chỉ là người sáng chế ra sản phẩm, cũng là người trải nghiệm sản phẩm và minh chứng là đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy là tôi ở tuổi 80 vẫn đẻ sinh con đẻ cái như bình thường đúng không ạ? Thì tôi nghĩ đây là một nhân chứng sống rất là không không thể nào mà chối cãi được rồi. Qua cái cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay với chuyên gia, với bác sĩ tâm lý cũng như là nghệ sĩ, thì chắc hẳn là quý vị khán giả cũng đã có thêm những kiến thức rất là bổ ích về vấn đề suy giảm chức năng sinh lý của nam giới, và cũng như là chuyên gia tâm lý nói rằng cơ thể của chúng ta là một cỗ máy và nó cần được bảo trì trong cái quá trình hoạt động. Vì thế cho nên là đừng quá ngần ngại khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề về sức khỏe, không chỉ là suy giảm chức năng sinh lý đâu mà tất cả các vấn đề khác.
thì chúng ta cũng nên tìm đến các bác sĩ, tìm đến chuyên gia để chúng ta có những lời khuyên đúng đắn nhất để áp dụng vào mình và nâng cao được cái đời sống sinh hoạt cũng như là chất lượng cuộc sống và xã hội. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.